bàn giao cho sếp đây, chuyên đồ Nhật VIP đây. Cái ghế rẻ như cho vào thời điểm hiện tại. Con này đẹp anh kia. Nhìn mới. Panasonic MA70 30 tấn thóc em ạ. 30 tấn thóc. Sếp này đầu tư cho phòng hát đây. Đấy, phòng hát cũng khá chất lượng, dành riêng cho một khu dành riêng cho nghỉ ngơi và hát hò bạn bè tiếp khách. Trầm cũng trầm chất đây. Đấy, đẩy các thứ là đều đồ Nhật nhưng mà đều hàng tuyển chọn chất lượng. Con này kê lên đây đẹp nổi. Mình làm đây mình thì đỏ, mình làm mình nghe nhạc rồi làm đây nó tiện. Đó. Đời không có gì sướng bằng ghế massage làm nghe du dưa nhạc vàng ngủ giấc. Đấy. Thôi đấm các em đấm. Con này chạy vào đây là mát đấy. Đấy mà em chạy về em như thế. Viền đen này thì em. Nó chạy như trước. Nó bảo con trước là mất dầu. Lần đầu tiên là bị mất dầu, không bổ sung dầu. Nó mới rít. Ghế Nhật này thì chất lượng khoảng tầm 10 năm rồi nhưng mà vẫn ăn đứt những cái loại tàu 5-60 triệu nha các bác nhá. Các bác yên tâm là như thế. Nhiều bác lại nhìn thấy đát năm đã hoảng hết người rồi nhưng mà nó đã quật chết của tàu thì không so sánh được với em nó được. Con này nó xuất xưởng nó phải tầm 900. Vâng, xuất xưởng hơn 100 đấy, về mình đấy. Đắt phết đấy. Bây giờ con 103, 102 nó 900. Nếu siêu thị nó bán 140, 150. Cũng không cần thiết. Chơi 2-3 con này dùng nước rồi thì số tiền thì bỏ ra bánh thì cũng mà thoải mái. Thêm một số chức năng nhỏ thôi. Cơ bản là giống nhau hết. Em đã làm trải nghiệm hết. Chức năng chính nó vẫn làm các cái chính rồi, 6 phần 9 thôi đúng không?